Tốc độ đọc ghi 10 GB mỗi giây, phá vỡ giới hạn truyền tải, dung lượng 8 TB, giải tỏa nỗi lo lưu trữ, đây chính là ổ cứng thế hệ mới, sử dụng chuẩn PCIe 5.0, WD Block ESIN 8100. Nhiều anh em vẫn còn nhớ, thời PCIe 3.0 với tốc độ truyền tải chỉ 3.000 MB mỗi giây, sau đó là PCIe 4.0, tăng gấp đôi lên khoảng 7.000 MB mỗi giây, và giờ đây, chuẩn PCIe 5.0 tiếp tục nhân đôi tốc độ một lần nữa. Ví dụ thực tế, chiếc ESIN 8100 2TB tôi đang cầm trên tay, khi test CMB ở trạng thái ổ trống, đã tốc độ đọc tuần tự 14.701 MB mỗi giây, ghi 14.037 MB mỗi giây, chạy bên mắc bằng SSD, cho điểm số tổng lên tới 16.977, một con số tăng trưởng vượt bậc. Vậy điều gì giúp ổ cứng flagship này đạt tốc độ khủng khiếp đến vậy? Câu trả lời nằm dưới lớp tem dán, một điều khiển tùy biến, do SanDisk thiết kế trên tiến trình 6 nanomet, hai chip nhớ NAND 3 đi tiền si 218 lớp, dung lượng 1 TB mỗi chip, cũng do SanDisk sản xuất, áp dụng công nghệ NAND 3 đi tiền si CBA mới nhất, kết hợp công nghệ NKC 4.0 để tối ưu cả tốc độ lẫn độ bền. Với loạt công nghệ tiên tiến, ổ cứng này không chỉ đạt tốc độ cực cao mà còn kiểm soát công suất dưới 7W, hỗ trợ chu kỳ ghi lên tới 1.200 TBW. Với phiên bản 2TB và bảo hành 5 năm, dùng bền tới 10 năm là hoàn toàn có cơ sở. Đây chính là hiệu năng của ổ cứng flagship PCIe 5.0 thế hệ mới, dòng WD Block, còn được SanDisk thiết kế riêng cho game thủ. Nếu ngân sách cho phép, bạn hãy mua mới, đừng mua cũ, vì đây thực sự là một lựa chọn rất đáng giá.